Cô chào cả lớp. Chúng em chào cô ạ. Các em có thích chơi trò chơi hái hoa dân chủ không nào? Có. Ngày hôm nay lớp chúng ta sẽ chơi trò chơi hái hoa dân chủ. Yeah. Mỗi phiếu ở trên cây này thì sẽ có một câu hỏi này, câu đố này. Bạn nào mà trả lời đúng thì sẽ nhận được quà. Phần quà của chúng ta thì rất là nhiều đây. Bánh kẹo này, rồi ở bên trong này nữa, cả nước nha. Đây nha cô. Đúng rồi. Wow. Thế các em đã sẵn sàng chơi chưa nào? Chúng em sẵn sàng quá. Cô em chơi trước cho cô. Thôi để tới chơi trước cho cô, cho em chơi trước. Rồi, thế cô mời hàng nào? Vâng ạ. Em hãy chọn phiếu cho mình đi. Cô ơi, ở đây có nhiều phiếu thế này. Em sẽ chọn... Em lấy cái nào? Cái lá. Không. À, cô ơi, em lấy bạn cá heo cô ạ. Bạn cá heo đúng không? Bạn cá heo, thế bây giờ em đọc câu hỏi để cho các bạn ở bên dưới cùng nghe. Các em cùng chú ý lắng nghe nhá. Nếu mà bạn hàng trả lời sai thì chúng ta có thể xung phong trả lời và nhận quà thay bạn đấy. Wow, con thấy luôn hả cô? Đúng rồi. Vâng, em xin đọc câu hỏi của em ạ. Em đọc to nào. Có hai con mèo, mèo vàng và mèo nâu. Trời rất là thân. Một ngày, mèo vàng bỏ đi. Một năm sau mới trở về. Hỏi câu đầu tiên. Mèo vàng nói với mèo nâu là gì? À, câu hỏi này thì là một câu hỏi mẹo đấy nhá. Chúng ta sẽ phải suy nghĩ thật là kỹ này. Cô ơi, sau một năm trở về, em sẽ đặt mình là bạn mèo vàng. Đúng rồi. Nếu mà em đi một năm mới về, xong rồi gặp các bạn, em sẽ nói gì nào? Nói là, xin chào, lại gặp lại các bạn rồi. Trong một năm nay các bạn có khỏe không? Em nói như thế quá. Đúng rồi, đó là ý kiến của em đúng không? Vâng, nên là em nghĩ mèo vàng cũng nói giống em. Sai rồi, cô ơi em ạ. Em trật tự đã nào. Câu trả lời của em Hằng thì sai mất rồi. Sai là nào cô? Rất tiếc rằng ở câu hỏi này thì em Hằng của chúng ta không nhận được quà. Thế bạn nào xung phong để lên nhận quà hộ bạn Hằng đây. Có mời Hùng nào. Dạ thưa cô. Rất là cao. Bởi vì mèo không biết nói. Khi mà mèo vàng mà gặp mèo nâu thì mèo 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 mèo. À, đúng không cô? Đúng rồi. Đó là con mèo của chúng ta làm sao mà biết nói đúng không nào. Nên cho dù là có muốn nói gì với bạn này hay là thể hiện tình cảm thì cũng chỉ có thể kêu meo meo thôi. Vâng ạ. Câu trả lời của em đúng rồi. Để em được nhận quà chứ cô. Nhận quà này. Uầy, nhiều quà. Ê, nước ngọt hả cô? Nước ngọt em. Ui, nước ngọt thì em ăn nhiều. Ôi. Đó là đây kẹo là gì? Kẹo. Kẹo dẻo à? Còn ở đây thì cũng là kẹo này em. Đây đâu? Là một loại kẹo rất là đặc biệt luôn. Ui, đây là kẹo như là kẹo đồ dùng để xúc đất theo với cô ạ. Không phải đâu em, đây là đồ dùng để chúng ta để ăn uống đấy. Em chỉ có thể chọn một món quà thôi. Ồ, thế em cứ tưởng là được chọn 3 món mà chọn từng nào cũng được. Chọn một món cho chị em, còn để nhường cho các bạn khác nữa. Em chọn cái hộp to nhất này đi cô ạ. Được rồi. Chúc mừng em nha, thế vâng em được chỗ đi. Em cảm ơn cô ạ. Trả lời sai nhá. Đi này, có quà đấy. Quà của nào đây? Cái này á, bạn lấy quà của tớ đây. Bạn trả lời sai chả thế. Trả lời, bạn biết câu trả lời mà chẳng bảo với tớ gì. Bảo em gì, để tớ còn lấy quà chứ. Nhìn này. Đâu xem nào. Đấy. Ui gì đấy? Ui đùi gà. Đùi gà. Chia cho tớ nữa đi. Vì tớ trả lời sai á, nên là bạn mới có cơ hội lấy quà thôi. Cho bạn một cái. Phải thế chứ. Một cái thôi. Nhiều thế cho tớ được mỗi cái. Thế thì cứ ăn đi, tia trả lời đúng có cho tớ không nữa đây. Cay thế. Cái cay ngọt ngọt. Ngon mà. Bạn biết sao á, tớ trả lời sai không? Sao? Tại vì tớ cũng muốn lấy quà này đấy, cái quán này cay quá. Tí nữa, cô giáo có đầy quà kìa, kiểu gì á, tớ cũng được mấy phần quà ở trong đấy thôi. Thế thì cứ phải trả lời đúng đi đã nha. Không thì tớ lại lấy sạch những phần quà đấy thôi. Để xem bạn trả lời được mấy câu. Ok. Nào các em, phần thưởng thì tí nữa chúng ta liên hoan cũng được. Thì tiếp theo là bạn nào sẽ lên đây? Cô ơi em ạ, à, em ạ. À. Cô ơi em nữa. Mình đóng vào mình lên trước. Chắc gì á, bạn đã trả lời đúng đâu. Giống tới lúc nãy thôi. Mình phải chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để lên thay thế bạn Hùng mới được. Em Hùng ạ. Rồi, lần này thì cố gắng lên nha. Vâng ạ. Không là bạn Hằng sẽ lấy quà mất đấy. Bạn Hằng sẽ không được quà nào đâu cô ạ. Đâu để em chọn này. Em chọn phiếu đi. Rồi. Đây. Đó. Đây đi cô ơi, hình trái tim cô ạ. Rồi. Em đọc nhá. Em đọc cho các bạn cùng nghe nào. Đố vui, cái gì có kích thước bằng con voi nhưng mà chẳng nặng gram nào. Ây da, cái này là cái gì ta? Hùng ơi,
đám mây đó. Đám mây á, kiểu gì cũng được quà. Ờ, cái gì anh ơi? Đám mây á? Ừ, cũng đúng nhỉ. Dạ, thưa cô ơi, em trả lời ạ. Rồi, em trả lời đi nào. Đó là bóng con voi đúng không cô? À, bạn Hùng của chúng ta đúng là siêu thông minh. Bóng con voi là câu trả lời đúng rồi. Em chọn quà đi cô. Đây. Em chọn luôn cái phần đẹp nhất này đi. Thế là lấy hết quà đẹp rồi đấy nha. Thôi em về chỗ đi, để bây giờ đến lượt bạn khác nào. Tiếp theo thì chắc là cô phải mời em hàng rồi. Thấy chưa, kẹo nồi này. Cái nồi này đáng nhẽ là của tớ ấy. Của bạn. Ơ ơi, ở dưới bảo là đám mây. Úi giời, người ta biết thừa câu trả lời rồi. Này, sao lúc nãy bạn bảo đáp án đám mây cũng đúng mà bạn lại bảo là cái bóng vậy? Thì tôi nói như thế để cho bạn vui thầm trong người thôi. Câu trả lời dễ như thế, không biết trả lời thì thôi đi. Thôi đi. Ui, cái kẹo to chưa? Đẹp chưa? Này nhá, cái bộ kẹo ở giao dĩa kia là chắc chắn của tớ rồi đấy. Nhìn tớ thể hiện lần này đấy này. Ok, xem. Chắc gì bạn Hằng đã trả lời được đấy. Lại trả lời sai, phần quà lại là của mình thôi. Em Hằng, vui lên nào, lần này thì cố gắng lên nha. Vâng ạ cô ơi, bạn Hùng lấy được 2 phần quà rồi. Em không thể nào mà để bạn Hùng lấy hết được cô ạ. Đúng rồi đấy, mà các bạn ở dưới cũng phải tập trung vào. Biết đâu bạn Hằng lại trả lời sai này. Thôi cô đùa cho tinh thần em thoải mái thôi. Bây giờ em lấy phiếu nào đấy nhở? Đây, ở trên này còn nhiều phiếu lắm này. Uê, em chọn phiếu gấu râu cô ạ. Cô ơi, nhìn gấu râu dễ thương như này chắc là sẽ đem lại may mắn cho em cô ạ. Cô cũng hy vọng thế, em đọc to câu hỏi nào. Vâng. Cây gì không lá không hoa, sáng đêm sinh nhật cả nhà vây quanh. Rồi, em hãy đưa ra câu trả lời của mình nào. Đấy là cây gì nhở? Cây gì mà không có lá, không có hoa mà lại có trong đêm sinh nhật? Có bạn nào ở phía bên dưới đồng ý giúp đỡ bạn Hằng không? Cây khô bạn Hằng ơi. Cây khô kìa. Khô? Cây khô không lá không hoa đúng. Nhưng mà không có trong sinh nhật cô ạ. Thôi đi bạn Hùng bày cho tớ sai để mà bạn lên lấy quà đúng không? Đúng rồi. Bây giờ em đưa ra câu trả lời của mình nào. Ai biết được cô ạ. Cây mà không có lá, không có hoa thì rất là nhiều luôn. Nhưng mà sáng đêm sinh nhật để rồi cả nhà vây quanh thì chỉ có một cây thôi. Cây gì? Đáp án của em đó chính là cây nến. Wow, câu trả lời đúng rồi các em ơi. Và ở đây thì chúng ta sẽ có phần quà này, em hãy chọn đi nào. Vâng ạ. Trời ơi, cuối cùng thì em cũng được lấy quà. Em hồi hộp quá. Thì may mắn hơi muộn nhưng mà chúng ta vẫn có quà. Em lấy cái này. Rồi, chúc mừng em nha. Yeah, nhìn này, tớ được quà rồi nha. Trả lời đúng đấy nhỉ, bảo cây khô mà chả trả lời cây khô đi. Thôi đi, còn lâu. Nhìn đấy này. Đâu, xem bạn có gì. Tớ tuy được một món thôi, nhưng mà bên trong rất là nhiều luôn. Tên tất tên, nhìn này. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái. 6, nhìn này, đây cái dĩa này. Đây là kẹo mút phải không? Tớ xem thử một cái nào. Còn lâu nha. Tớ vừa cho bạn ăn xong, bây giờ bạn phải cho tớ chứ. Thì ai bảo bạn cho tớ, đấy là bạn cho tớ chứ, bây giờ tớ không cho bạn mà. Được rồi nha, nhớ đấy nha. Đấy, bây giờ tớ sẽ bóc kẹo của tớ. Thấy chưa, nhìn đây này, của tớ chắc chắn là ngon hơn của bạn nhiều. Đâu. Ê, nhìn cái hình ở ngoài đã đẹp mượt lừ rồi. Thôi đi, hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa. Đây, nhìn đây. Ủa. Đây là cái gì? Đây gì đây? Đâu, để tớ xem nào, ở trong này có gì đây nhỉ? Chắc gì đã ăn được. Tất nhiên là ăn được rồi chứ. Đây như cốc nước sao ấy. Cốc nước á? Để tớ xem ở trong này có gì này. Đâu, tớ bóc sạn cho nhá. Bóc hộ tớ rồi nhá. Đây, đây nhìn này, ở trong này có bánh đây này, nhìn ơi. Đâu? Đây, thấy chưa? Đây, bánh sao này. Sao lại có bánh nhỉ? Tớ cũng không biết được. Thế đây là gì? Cái này á? Thế là có trà nhỉ? Đây, kẹo dẻo đây. Đấy. Thơm ơi thơm. Nó cho ngửi thôi chứ cho vào đây. Ấy, còn đây là cái gì đấy? Cái này pha này. Cái này là pha mà. Đây, tớ sẽ cho hết vào đây nhá. Đây, đây là xì dô đây nhá. Tiện nấu lên á, sủng sục ăn ngon cực kỳ luôn. Ẻo ơi, ai ăn như thế này bây giờ? Đây, bạn nhìn này, mỗi bên một ngăn nhá. Cái này như kiểu là lẩu ấy nhở? Đây là lẩu kẹo dẻo mà. Đây, còn sô-cô-la tớ sẽ cho ở bên này. Ui. Đấy chưa? Đấy, tớ sẽ cho vào đây.
Đấy, bây giờ tớ sẽ cho vào cái nồi này. À, bạn cho nước vào đây đi. Đổ nước đã. Ok, bạn đổ đây cho tớ đi. Nào, tiền đây. Ok được chưa? Ôi, rồi rồi, ok ok. Đấy, để xem sâu phản chưa. Phản ứng gì chưa? Chưa. Bạn cứ cho đổ lên đi. Đấy, tớ sẽ đặt lên đây. Đấy. Này, lần này cô giáo chịu chi nhờ. Ừ, cho bạn đổ siêu ngon rồi. Ôi, ghê chưa? Rồi. Nhìn này, nhìn tớ ăn của tớ đây này. Đâu, thế ăn của bạn đi. Cái này phải để sôi đã mới ăn được. Ê, cái kẹo xẻng nha. Kẹo xẻng à? Cái kẹo này ăn xong rồi, cái đồ chơi này mình mang đi xúc đất là được. Vừa ăn được vừa chơi được đấy. Ôi trời ơi. Còn của bạn á, ăn hết rồi là thôi. Ăn hết cái, tớ còn cái xoong này này. Đó. Rồi. Này, sao mà mãi lâu không sôi thế? Thì nó phải từ từ chứ. Ôi, sôi rồi. Nghe tiếng xèo rồi. Xèo xèo chưa? Khói bắt đầu lên rồi nè. Tí đã chín nha, tôi chả cho bạn ăn đâu. Sao không cho? Bạn không cho kẹo của tôi đâu. Này, bạn con trai chắc là thích màu xanh nước biển đúng không? Không, tôi không ăn nữa. Để tôi ăn xem cái này ngon không đã. Sao lại không ăn? Ôi, này, tôi bảo đi. Này. Ôi, nhìn kia, há miệng ra xem nào. Đâu, không, tớ không ăn đâu. Ăn đi. Thôi, đấy là bạn. Ê, này, tí nữa cho tớ ăn không nhá. Để bạn mời nhiệt tình quá ấy nhá. Ui. Cái này phải đợi một tí nữa đã. Này, thơm rồi đấy. A few moments later. Ủa, cái này ăn kiểu gì đây? Cô ơi, cô, cái nồi lẩu này của em ăn kiểu gì đấy hả cô? Để đây, cô xem. Ơi. Đây, ôi cái này ăn kiểu gì ấy? Mà chả sôi gì. Như thế này là sai hết rồi. Đâu mà sai cô? Đây. Chúng ta phải đọc hướng dẫn sử dụng trước khi sử dụng một sản phẩm gì đấy chứ, đúng thế không à, nào? Cô? Ừ, cái kẹo này đây là kẹo siro mà. Chúng ta sẽ cần làm nóng cho cái siro nó chảy ra, sau đó là lấy cái kẹo chúng ta chấm vào đấy và ăn thôi. Thế là cái bánh này là để ở ngoài với ông cô? Đúng rồi. Mà như thế này, em thấy như thế này nhanh hơn là cô này. Ê, bây giờ nhá, em không cần phải chấm nữa. Mà em như thế này em ăn luôn. Đấy. Nhưng mà như thế này thì nó sẽ bị ngọt quá đúng không nào các em? Đúng, công nhận ngọt thật cơ. Đúng rồi, thôi cái này nếu mà không ăn được nữa thì chúng ta ăn món khác đi. Vâng ạ, đây em ăn kẹo mút của bạn Hằng. Ê, thế à? Ê, trời ơi nha, lấy được kẹo lẩu ơi, có ăn được đâu. Trời ơi, thôi kẹo cái nồi niêu xoong chảo của mình vẫn là nhất luôn. Đấy. Muốn được cái kẹo ăn. Thôi đi, kẹo đấy may tớ bố thí cho đấy. Bố thí, tớ muốn ăn kẹo này quá đây, tớ cho ăn này. Không, ăn đi. Nữa. Trời ơi, đây hướng dẫn sử dụng đây, chả đọc này, cho hết vào như thế này, ăn ngọt khé các cổ. Bạn ấy đúng là quê, quê chưa ăn kẹo lẩu bao giờ nên mới làm như thế đó. Thì đây là lần đầu thế, thôi này, lần đầu á, sau không biết thì hỏi cô giáo đi. Thôi lần sau không phải hỏi nữa. Các em ơi, và bây giờ chúng ta sẽ còn một câu hỏi nữa thôi. Bạn nào mà trả lời đúng câu hỏi thì sẽ nhận được hẳn hai món quà luôn. Câu trả lời này anh mới. Bạn á, thế đi oảnh tu tì đi. Ai lên thì người đấy trả lời đúng thì được, mà sai thì người kia được. Được, oảnh tu tì á, ai thua thì được lên. Ai thua được lên á? Ai chơi kiểu thế? Tới chơi kiểu thế, còn không? Cũng được, nào. Oảnh tu tì ra cái gì ra cái này. Oảnh tù tì ra cái gì ra cái này. Ê, bạn chơi ăn gian nhá. Em Hằng à? Vâng ạ, à, lại em cơ ạ. Và đây là câu hỏi cuối cùng đấy nhá. Vâng, cô ơi, hai món quà này á, kiểu gì cũng của em thôi. Rồi, thì em chọn câu hỏi đi nào. Vâng ạ, à, bây giờ còn gấu dâu à. Trên này còn nhiều lá phiếu đấy. Em chọn cái lá màu xanh này. Mà thôi cô ạ, thôi em không chọn lá màu xanh nữa, em chọn cái lá màu hồng đi. Để rồi. Cho hồng hào, để cho đỏ cô ạ. Thì em đọc câu hỏi để cho cả lớp các bạn cùng nghe nào. Vâng. Gái với cô. Tôi có bốn cái chân. Bốn cái chân á. Một cái lưng. Nhưng tôi không có cơ thể. Tôi là ai? Tôi là ai nào? Cô ơi, câu cuối này sao mà khó thế? Nếu mà chúng ta không trả lời được thì cô sẽ nhường quyền trả lời. Không, em trả lời được, em có bảo thế đâu. Rồi, cho em đưa ra câu trả lời nhanh nào. Bốn cái chân. Người thì chỉ có hai cái chân thôi. Bốn cái là động vật ư? Nhưng mà không có cơ thể. Đúng rồi. Động vật thì có cơ thể. Tất nhiên rồi.
Câu hỏi gì mà khó thế nhỉ? Mình còn chả trả lời được. Chả nhẽ bạn Hằng lại trả lời được ư? Chắc chắn kiểu gì cũng trả lời sai rồi. À, em biết rồi cô ơi. Câu trả lời là gì? Câu trả lời của em. Hằng ơi, trả lời đi, không thì hết giờ đấy, không thì tớ lên bây giờ đây. Đấy chính là cái ghế. À, em Hằng của chúng ta siêu thông minh. Yeah. Câu trả lời của em là chính xác rồi. Yeah. Cô ơi, tại vì có bốn cái chân này, xong rồi có một cái lưng ghế. Cái lưng để ghế chúng ta tựa vào đúng không? Vâng ạ. Nhưng mà bạn ấy không hề có cá thể. Đúng rồi. Và xin chúc mừng em, đây là phần quà dành cho em này. Em cảm ơn cô. Em về chỗ đi. Vâng ạ. Và ở câu hỏi cuối này thì em Hằng thật sự là may mắn đúng không các em? Em ấy đã trả lời đúng này và nhận được hai món quà nè. Hẳn hai món quà luôn hả cô? Và tiết học hái hoa dân chủ của lớp chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Các em sẽ được nghỉ giải lao 15 phút nha. Vâng ạ. Vâng ạ. Yeah. Được hai món quà cơ đấy. Này, tớ tuy trả lời sai câu đầu á, nhưng mà tớ được ba món quà nè.